NASA đã chia sẻ hình ảnh về một bộ đôi thiên hà vũ trụ tuyệt đẹp, nằm cách trái đất khoảng 215 triệu năm ánh sáng trong chòm sao Song Ngư. Hình ảnh được chụp bởi kính viễn vọng Hubble, con ngựa hiện tại của NASA để nghiên cứu những bí ẩn của không gian sâu. NASA cho biết các thiên hà có vẻ như đang lao vào nhau, nhưng trên thực tế, chúng ở rất xa nhau. Thiên hà xoắn ốc chính được gọi là NGC 105 và người hàng xóm kéo dài của nó dường như đang chạm vào rìa của nó. Tuy nhiên, đó chỉ là một hoàn cảnh của quan điểm, cơ quan này cho biết. Kính viễn vọng không gian Hubble, một dự án chung của NASA và ESA, được phóng vào năm 1990 và đã nghiên cứu vũ trụ kể từ đó. Vì tầm nhìn không bị cản trở của nó đối với vũ trụ, kính thiên văn cho đến nay đã thực hiện hơn 1,3 triệu quan sát, bao gồm CA các thiên hà xa xôi. Nó đã giúp các nhà thiên văn học xác định tuổi của vũ trụ và để mắt đến các hành tinh trong hệ mặt trời. NASA cho biết hình ảnh của tuần này cho thấy một bộ đôi thiên hà vũ trụ ngoạn mục, và cho biết thêm rằng hai thiên hà này ở rất xa so với những gì chúng xuất hiện trong hình ảnh. Nhà thiên văn học người Pháp Edouard Stephen lần đầu tiên tìm thấy NGC 105 vào năm 1884. Cho đến nay vẫn chưa có nhiều thông tin về người hàng xóm thon dài của nó. Để chụp được hình ảnh này, nhóm Hubble đã sử dụng một bộ siêu tập khổng lồ các phép đo của Hubble kiểm tra các thiên hà lân cận có chứa hai hiện tượng thiên văn hấp dẫn. Hai hiện tượng này là các sao biến thiên, còn được gọi là sao sung, và các vụ nổ siêu tân tinh đại hồng thủy xảy ra sau cái chết của một ngôi sao lớn. Tại sao những hiện tượng này lại quan trọng? Chúng giúp các nhà thiên văn đo khoảng cách giữa các vật thể vũ trụ khác nhau. Điều này dẫn đến sự hiểu biết tốt hơn về cách vũ trụ đang giãn nở. Hubble thường chia sẻ những hình ảnh ngoạn mục về các thiên thể hấp dẫn được nó chụp lại. Tháng trước, nó đã chia sẻ hình ảnh về một thiên hà xoắn ốc rực rỡ có tên NGC 7329. Hình ảnh cho thấy một xoáy nước sao với ánh sáng màu vàng tập trung ở tâm và các đường xoắn ốc có màu xanh lam. Đã phục vụ hơn 30 năm. Hubble hiện đã già đi và NASA cùng các đối tác quốc tế có kế hoạch thay thế nó bằng kính viễn vọng không gian James Webb. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!